Hello các chú chị và các bạn. Hôm nay thì em đang có mặt ở dưới quê em nha. Thì con đường này là từ ở làng của em ra tới biển nè. Bây giờ tụi em sẽ đi tắm biển. Này là quốc lộ 1A. Thì con đường này sẽ đi thẳng tới cái đèo cả. Đây, sẵn rồi quay cái đèo cả luôn cho xem ha. Đây. Đây là bên đây là núi nè. Dãy dưới tre. Đó. Đây là cảnh núi rồi. Từ qua khu này mới quay được. Con đường quốc lộ 1A đi thẳng ra tới Hà Nội. Đây là bên phải. Ui sắp mưa sao mây đen cả. Và đã mưa đó, biển này xa xa kia nha. Ui, từ đây ra tới chỗ đó như tầm 20 phút. Nếu mà chạy xe từ từ như thế này. Đó, đó bắt đầu thấy biển. Sao hả? Đúng rồi. Chạy nhanh lên. Nó sâu rồi. Phú Lâm. Cũng làm Phú Hiền á. Ủa cái xe mít hả? Xe mít ngay cây nhìn nhà hoang. Đây là núi đồi nè. Kìa. À phía xa xa kia là có một cái ngôi chùa nè. À chùa cốc đó. Đó nó sẽ chùa nó sẽ xây từ đây đi lên cái đường một ngõ trên kia nữa kìa. Đó. Nói chung là xa nó không thấy được. À về đây cũng có những chùa không thời gian nữa đi vô chùa mà lên trên kia chắc là cũng chính xác. Có thêm một cái đoàn tàu đường tàu hỏa nha, đường tàu lửa luôn. Còn gì? Cái gì dưa hấu đâu không thấy rõ, tưởng dưa bơm. Dưa hấu nguyên trại trồng dưa hấu luôn hả? Có dưa chưa? Có trồng mà. Nguyên trại dưa hấu của em nha. Bây giờ tầm 5 giờ chiều cho nên là nó mát rồi nha. Chứ này mới 4 rưỡi này còn nắng chung luôn mà phải mạo quá mà. Cứ kêu đeo bao tay luôn mới đâu chứ. Cơm tổ Bắc Trung Nam. Giảng lai đi xe khách xe đường nữa thôi chứ quê mình đâu ăn. Đây là ở phía trước là cái chùa đi lên chùa cốc. Ở dưới dưới cái chùa này là khu nghĩa địa nha. Đây được vào chùa cốc nè, tịnh xá ngọc vàng, nhưng mà em gọi là chùa cốc tại vì nó sẽ đi lên trên xuống tuột trong hang núi luôn. Nhưng mà khuyên là đi sau đi trước 5 giờ chứ. Trước 5 giờ. Cái say. Mấy em say biết khá nhiều luôn. Nhưng mà toàn là xem bên hoa.
dân sinh sống. Đây. Cổ Mã xã An Thọ, chuẩn bị sắp tới đèo Cổ Mã rồi nha. À, sang tiền quay cái đèo Cổ Mã luôn. Đèo Cổ Mã cũng khá là đẹp. Đây, trong bệnh này là trong bệnh này xây đường cao tốc cao tốc rồi đó đó, về đây rồi vô nhà. Đâu chuẩn bị làm cao tốc đâu? Đâu cái đường cao tốc đâu? À, bữa nay chưa quay đường cao tốc nha. Của em đang làm đường cao tốc từ em chạy vô tới Sài Gòn luôn. Cái này hả? Không phải. Cái này là mở khu dân cư mới hả? Đường hồi đường xá khá là đẹp luôn. À, tầm 1-2 năm sau. Đây. Đây là mở đường quốc lộ này. Đường cao tốc chưa? Đó. Ghê gớm chưa? Ở làm đường cao tốc nè. Đây con vườn nó kìa. Cảm ơn lớn. Tôi cũng nậu. Đây. À, núi nè. Ở phía đây là sát núi luôn nha. Dưới đây là hình như là sống núi luôn rồi đó. Bây giờ chuẩn bị đi vòng qua một cái hầm, hầm Cổ Mã. Thì cái hầm Cổ Mã đi đây là bên đây, cũng bên này. Đây là taxi lớn, đi xe xe máy rồi là đi bên này. Đây. Quay cái hầm Cổ Mã luôn. Thì muốn đi lại. Chạy ghê vậy. Cái hầm nhỏ xíu vậy. Đây dưới chân cầu. Chưa. Đâu cái hầm đâu? Ở bên đây nè, cái hầm ở dưới đây nè. À, đúng rồi. Dưới này thấy xe dưới này nha. Đâu mất tiêu đâu nó đâu. Này đều cả kìa. Đi ngõ kia rồi đúng không? Đi ngõ đây này đúng không? À, mà xe máy đi không được. À, chuẩn bị tới biển nha. Còn tới biển nữa. Không khí lạnh đang ùa về. Biển Bắc Hải Sản.
bún vô là ngon. Tắm nửa tiếng lên, tắm phải nửa tiếng, hai tiếng. Đây 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 đây, đây cái hầm Cầu Mã đây. Ở dưới nè, đây là cái cầu vượt qua hầm Cầu Mã. Đây đây đây, đó. À, dưới khúc này nè nha. Ủa, đi cái hầm là đi xuống dưới á. Nè, đây. Hầm Cổ Mã. Đi xuyên qua cái núi luôn. Ồ, dưới bên kia cái biển bãi dài cũng khá là đẹp luôn. Đi xuyên qua cái núi mà. Đi xuyên à. À, đi xuyên qua. Đi xuyên. Xuyên. Đã đi xuyên rồi. À, đi xuyên qua. Đi xuyên qua. À, cua phải là xuống dưới bãi dài Đầm Môn. Đi 16 cây nữa tới Đầm Môn. Còn đi thẳng nữa là ra Phú Yên. Nãy để mấy cây nữa ra Phú Yên vậy? Đây. Đây là cái đèo nè. Đèo Cổ Mã nè. Ui, biển có biển luôn kìa. Thì chuẩn bị tắm biển. Ok. Rồi cũng ra tôi chạy chậm chậm lại. Biển rất là đẹp luôn ha. Đó. Cái gạch này. Cái gạch này. Còn có đâu. Đó. Ok. Và cũng ra tới biển rồi. Hy vọng là sẽ không mưa đâu. Mưa hả? Chưa hả? Ê, biển đẹp lắm. À, cái biển là họ sao ta? Đẹp nhất mà em đã từng đi tắm biển. Nó sao ta? Nó xanh. Ai vậy? Ai vậy? Sao hai đứa mày nhìn nhau vậy? À, ok. Sao mày chạy nhanh vậy? Quay biển cho đẹp mà. Đó, đông chưa kìa. Có thuyền luôn kìa, hình như có dính diễu nhà hồng mưa rồi đó. Ok. Không phải. Đó, đông quá vậy. Khá là đông người tắm luôn nha. Ok. Đây. À, đi ra cái hầm kìa, đó, đường ra hầm kìa. Đông quá mà bay bay mày. Ok, ra tới biển rồi nha. Chắc là em sẽ dừng video tại đây và em sẽ đi tắm biển hả? Ok, và sẽ hẹn gặp lại quý chú chị và các bạn trong một cái video mới nhất của em nha. Bye bye.